Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ cập nhật đến các anh chị cái mã bí mật của cái dạng Memphis buổi chiều ngày mùng 8 tháng 7 nhá. Lúc sáng thì em có chia sẻ với các anh chị rồi, nhưng mà hiện tại thì bên dạng đã đổi mã rồi. Bây giờ thì em sẽ chia sẻ với các anh chị nhá. Ở đây thì em vẫn sử dụng cái hình ảnh tương ứng với vị trí của các cái con vật như thế này. Các anh chị nhìn xem cái con vật của các anh chị nó tương ứng với vị trí như thế nào thì các anh chị click cho nó đúng nhá. Và ở đây cái công việc của em là cái hình này nhá. Đây. Và cái mã bí mật của dự án Memphis này chiều ngày mùng 8 tháng 7 đó là 2441. Tức là các anh chị click vào vị trí số 2 này, tiếp đến các anh chị click vào vị trí số 4 này. Các anh chị click tiếp vào cái vị trí số 4 thêm một lần nữa nhá. Và các anh chị về lại vị trí thứ nhất. Bây giờ thì em sẽ test xem có ok hay là không nhá. Bây giờ thì em sẽ test xem cái mã 2441 có ok hay là không nhá. 2 này, 4 này, 4 này, 1. Rồi các anh chị đợi xem có ok hay là không. Đấy, như thế là các anh chị đã giải mã thành công rồi nhá. Các anh chị nhấn vào continue playing. Rồi các anh chị bật box lên cho nó chạy. Rồi như thế Lâm đã chia sẻ các anh chị cái mã bí mật của cái dạng Memphis chiều ngày mùng 8 tháng 7 rồi nhá. Rồi các anh chị tranh thủ các anh chị vào các anh chị giải mã để các anh chị kiếm được 1 triệu điểm nhá. Rồi em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.